hôm nay có cái trường hợp đặc biệt, đó là một người chị mua tặng một cái đàn cho người em, mà người chị ở bên nước ngoài á mua tặng cho người em mà bí mật lắm kìa. Thế là bây giờ Hoàng Đông mang tới cho người ta, mà người ta cái người nhận người ta chưa biết đó là cái đàn luôn đó các bạn. Đó, chờ chút xíu ha, khi nào Hoàng tới nơi coi, nếu mà người ta cho Hoàng quay á thì chắc là khoảnh khắc rất là vui. Đang chờ khách xuống, khách mà thấy chắc hòa lên quá. Nhớ đó mà người ta lại yêu cầu là những bí mật. À, xong mở ra mới biết được cái thấy cái nào hòa. Bán được sản phẩm cho hai người yêu mà mình thấy yêu luôn. Dễ thương quá, cảm ơn các bạn.